Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Thầy sẽ hướng dẫn các em mở bài tập trong lớp 4, bài 147. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để Thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay, bài 147. Mình sẽ học về tỷ lệ bản đồ, viết vào chỗ chấm. Giờ chúng ta mình sẽ xem bản đồ. Đây là bản đồ Việt Nam đúng không? Đây là thủ đô Hà Nội. Phía trên là nước Trung Quốc, đây là vịnh Bắc Bộ, Huế chỗ này đúng không? Đây là nước Lào, Thái Lan, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nước Campuchia là thành phố Hồ Chí Minh, đảo Phú Quốc, quần đảo Côn Sơn, quần đảo Trường Sa Việt Nam đúng không? Và mình thấy là tỷ lệ bản đồ ở đây người ta ghi là 1/10 triệu đúng không? Có nghĩa là kích thước hợp sẽ là gấp 10 triệu lần kích thước trên bản đồ đúng không? Bây giờ mình dùng thước đo thì mình đo trên đây là 1 cm thì kích thước hợp sẽ là 10 triệu cm đúng không? Giờ mình sẽ làm nha. Như bản đồ Việt Nam được vẽ theo tỷ lệ là 1/10 triệu đúng không? Bây giờ mình sẽ để chỗ này sẽ là 1/10 triệu nha. Như vậy là độ dài 1 cm trên bản đồ ứng với độ dài hợp sẽ là 10 triệu cm đúng không? Giờ như vậy là tiếp theo là câu số 2. Mình sẽ nói tương ứng giữa độ dài khung nhỏ trên bản đồ tỷ lệ 1/1000 với độ dài hợp nha. Như vậy là tỷ lệ 1/1000 có nghĩa là kích thước hợp sẽ gấp 1000 lần độ dài khung nhỏ trên bản đồ đúng không? Như vậy là độ dài khung nhỏ trên bản đồ là 1 mm thì kích thước hợp sẽ là 1000 mm đúng không? Như vậy mình sẽ nói 1 mm với là 1000 mm nha. Giờ tiếp theo, độ dài khung nhỏ là 1 cm thì độ dài thật sẽ là 1000 cm đúng không? Giờ tiếp theo là độ dài khung nhỏ là 1 dm thì độ dài thật sẽ là 1000 dm đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ câu số 3 viết vào ô chấm, tỷ lệ bản đồ là 1/1000. Như vậy là độ dài khung nhỏ là 1 mm thì kích thước hợp sẽ là 1000 mm, gấp 1000 lần lên. Giờ tiếp theo bên đây, tỷ lệ bản đồ là 1/300. Độ dài khung nhỏ là 1 cm thì kích thước hợp sẽ là 300 lần, có nghĩa là 300 cm đúng không? Giờ tiếp theo là tỷ lệ bản đồ là 1/10000. Như vậy độ dài khung nhỏ là 1 dm thì kích thước hợp sẽ là 10000 dm nha. Giờ tiếp theo bên đây, như vậy là tỷ lệ bản đồ là 1/500. Như vậy độ dài khung là 500 m thì kích thước khung nhỏ sẽ là 1 mét đúng này, giảm 500 lần. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn mình xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 4 luôn. Giờ câu số 4 đúng thì ghi chữ D, sai thì ghi chữ F. Trên bản đồ tỷ lệ 1/10000, quãng đường từ A đến B được đo là 1 dm trên bản đồ. Như vậy là độ dài hợp của quãng đường sẽ là bao nhiêu? Như vậy ở đây kích thước sẽ là 1 dm. Đúng không? Như vậy kích thước hợp sẽ gấp 10.000 lần lên, có nghĩa là 10.000 dm. Giờ như vậy mình sẽ câu A là 10.000 m. 10.000 mét thì chắc chắn là phải khác 10.000 dm rồi. Như vậy đây là câu sai. Tiếp theo là câu B, 10.000 dm đúng vậy. Đó.
Câu C là 10.000 cm cũng sai luôn, đúng không? Cm và dm sẽ khác nhau. Tiếp theo là km. Như vậy đổi từ dm qua km mình chia cho 10.000. Như vậy ở đây sẽ bằng 1 km. Giờ như vậy là câu D sẽ là câu đúng. Đúng không? Giờ như vậy là cái phần tính nhắn này mình sẽ xóa đi nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liên bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liên. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.